4箇所。ここ。どうにどうと。でじゃあ này ở trên cái bản vẽ anh cập nhật về cái chỗ này, cái bản vẽ mà bản vẽ sơ đồ nó anh cập nhật về cái vị trí mà có cái đây này để em cái bản vẽ tổng quan mà ví dụ bên tôm 1-4 hay gì đó. Thế cũng được. Đây là cập nhật vẽ thêm cái này để biết cái chỗ này vị trí này. Em chỉ đưa những bản vẽ thiết kế thôi chứ còn có bản vẽ thiết kế thôi chứ còn bây giờ một cài lên màn hình đấy không cài được. Có bạn thiết kế để lâu đi đi kiểm tra thì nó vâng. Có gì đấy thì bạn thiết kế thì bên em sẽ đưa cho các bạn thiết kế cái tham liên kết mới cảm để hai chỗ nó béo vâng. Rồi cảm luôn một trăm một chỗ là tổng biết thì có 8 cái tấm to như thế này pin các bạn đó giờ mình không thấy này luôn nè sao cũng phải mà đơn giản nó dán lên thôi à nó không phải đâu đo nhiệt độ có nhiệt độ cập nhiệt độ luôn vâng cập で昼間は2と4が地面に近いから多少あの温度が高くなります1と3に比べて。Nếu mà vào buổi trưa đấy thì cái tổng số 2 và 4 thì nó gần mặt đất so với chiều cao giữa tấm 1 và 3 này nó gần mặt đất thì cái nhiệt độ đấy sẽ cao hơn so với 上の方が風通りがいいから上は多少低くなります。Trên đây thì gió nó có thể thổi qua được và nó làm mát đấy. Thì như thế tấm pin nó đo thì là まあこちらのポイントとしてはこういうあのコーキングが剥がれてないこととかあのはいそういったところまあ目視でビジュアルチェックだけでいいと思います。sau ví dụ sau về đi bỏ nếp thì bên mình kiểm tra là xem cái form này nó bung hay ra hay chưa thôi nếu mà bung ra thì mình sẽ đi lấy lại là kêu và sẽ kêu này. Thế là kêu gì vậy? Kêu sấy côn. À.鮭4つありますけど、これは水平ですね。これは水平。これは0番0。で、残り3つは10度に傾いてますと。これは0番0度。で、点検ポイントとしては、ガラスドームが汚れてないか。Về trong khi mình đi vận hành bảo dưỡng ấy, mình chỉ cần kiểm tra là xem 4 cái đầu 4 kim bên kính này là nó bị bẩn nên nếu có đẹp thì ba nó yawarakai nữa nó cái nút này là mình chỉnh có chỉnh không hay là mình để cố định vậy luôn cái nút này あのさ、そっちの、はい、カバー、うん、これはカバーなんですけどこれは常についてないとダメです、うん、これはついてないとダメなぜかというと日射計はこの中の素子、センサーはあの温度もあのデータに影響を与えるんですよ。だからこれをむき出しにするとこれ暖かくなりますよね。暖かくなったらあのデータに差が生じるのでこの白いカバーをつけてますと。いいですか。はい。でまあこれのポイントはまあ汚れてればあの水で拭いてくださいと。はい。Hay là một bộ này bốn cái này là một trạm thời tiết là bốn bộ giống vậy hay là chỉ có một bộ là thôi? Đâu một trạm thời tiết là nguyên một set như thế này, đây là một set nó đi theo một set như thế này. Một trạm thời tiết nó sẽ một tủ thời tiết, một con đo
tổng hợp kia, gió, nước và nhiệt độ, độ ẩm. Con này nó cũng sạc, con kia là đo nhiệt độ tầm pin, nên nó sẽ cùng được xét. Nhưng mà cái đó là nằm 4 vị trí, cái này nằm mấy vị trí này, 4 vị trí luôn, 4 vị trí. Một trạm thì chỉ có 4 cái cục bức xạ này. Vâng, tại một vị trí này, tại một vị trí này thôi. Này, cái trạm này chỉ có bao nhiêu đây thôi? Đúng rồi, nó chỉ xét đây là nó chỉ một khu này thôi. Cái trạm kia cũng ở trên luôn. Vâng, trạm kia nó như thế này luôn. Vâng. Gần mà kiếm dễ mà. 8 con đo nhiệt độ từng bit. Và 2 con đo là 2 tủ. À. Đây chị có đo nhiệt độ từng bit là chị bao nhiêu đây có gì? Là còn một cái khác nữa không? Chị có một cái trạm khác thì có không? Có như thế này nó sẽ không hiểu được. Đây là hai bò, hai nơi. Rồi chứ hai nơi rồi. Và đặt vị trí như nhau luôn. Con chạm số 1 thì nó nằm đối diện luôn con vật thể số 2. Là nằm trong con vật thể số 1. こちらも1の1も同じものなので、同じものですからね。そも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 で、青いやつ、うん、青いやつが温度計、モジュール温度計ね、うん、これね。これ全部サインないんですよ。ラーメンでもロケットなの、で、ロトンビン、ロニュルトンビンね。で、バッ、ニュルトンビン、バッ、ボクシャン、バッ、で、これは、うん、複合センサー。うん、今回、メキゼモニョモニョ、あの、ロー、お前、キャ、キャ、キャ、キャ、キこの複合センサーはここでデータを変換して送っています。で、というこっけが、まず、と、資料で、はい。まず、どういうの？ここからこのハブに繋がって、送ってます。じゃあ、どういう資料だ？その、どういうの？どういうの？その、どういうの？その、どういうの？その、どういうの？その、どういうの？その、どういうの？その、ここは日射とパネル温度だけね。これ日射。日射とパネル温度。結構、こっないら、日射とパネル温度、日射とパネル温度ね。日射とパネル温度はそれぞれ信号変換器があります。これはコッでドーで動いて資料やっと時計ね。で、内装中に電気が。で、ここの電源は向こうの AC ステーション5番から来てます。これが電源。電源が入って、コネクト何キロで。はい。電源が入って、これウェザーセンサー、これさっきの複合センサー用のブレーカーですね。で、これは複合センサーで、これ複合ないのもここな、で、ここも結構いけないですね。で、これリザーブだから使ってないからオフ。いけないな、ホームゾーンうん。で、これはさっきのサブステにあったのと同じように200ボルトをこの24ボルトに変えるための電源。電源があってノイズフィルターがあって電源がある。もうはいはいはいはいはい。これね、一緒でしょ？もうでしょ？これね、一緒でしょ？まあ、こういうものです。で、これ、スペースヒーターといって、スペースヒーター、サーモスイッチといって、この中が30度ね、を下がったとき、20度とか、10度とか。になった時にこの中が結露しないようにこのヒーターが自動で入ります。cái cụm này này là cụm để đo cái nhiệt độ trong con tủ này và điều nó điều tiết là cái nhiệt độ trong con tủ này nó sẽ làm sao nó giữ cái nhiệt độ của cái tủ này lúc nào cũng trạng thái là でこの中の機器を傷めないようにヒーターが入ってますと。まあ、確かに、うん、昼間は触ってもいいんですけど夜は暑くなるんで。ban ngày thì là nó sẽ không nóng nhưng mà về buổi tối thì nó bắt đầu bị nóng lên.はい、まあ触らないよ。なんでそっちのファンスがついてないですか？ファンス。
パンツ？ファン、ファン、ファン。ファン？うん。ファンを入れると湿気を吸い込むからファンなんか入れない。ヒーターだけ、ヒーターだけ。これ一つでこの箱を十分温めて結露させない能力があるものをちゃんとつけてる。giải nhiệt ra ngoài nó sẽ đặt ra cái cụ này nó điều tiết được mà nó nhiệt độ của cái tủ này nó đưa lên trên trên màn hình trên điều tiết độ của weather station nó bao gồm温度の数値のモニタリングの画面が見えますか？温度？うん。さっきあの見せた画面ですね。はいはい、見えますか？今？あとですね、例えばあのここの中 の、はい、のなんか何十度か、そっちの画面が見えますか？そうそう、今ここで、ここにあるセンサーは、うん、さっきあのサブステで見た、うん、あのセンサー、うん、2番、ウェザーの1の2ってこう書いてますよね、ここに。うんうん、に書いてるデータをずっと上げていってるんです。いや安藤さん、多分この気象、この箱の中の温度を、箱の中の温度は見えない。箱の中の温度は重要じゃないので。風船旅の、うん、それは大丈夫、大丈夫。問題ないです。はい、箱の中の温度は 見えないです。cái này cái bạn về chỗ này còn có à có cái bên có bên sườn về chỗ bên này hay để大事なのがこの今ついてるランプの状態ね、ほらここもついてるでしょ、うん、これが通常ノーマルの状態だから、うん、これをよく写真を撮って、うん、まあもしくは覚えておいてください、うん、通常ちゃんとこういう動きするんですよと、こういう動きするんですよと、うん、異常になったらランプのつき方が違いますから。ランプを塞ないこれも基本自己生だね。伸びね。まあ後で写真でも撮っとけばいいと思います。いいですか。光ランプもそうですね。通常はこういう状態ね。アクセスしてますね。でアクセスしなくなったら。フォルトがつきますからね。基本の密集時が来ます。うん。OK。本当に。で、材料が見えない。まあそれで通常のランプの状態をよく見といてくださいという話。はい。韓国内の別な別な準備がない。別な準備。ここはどこからですか。どこから。うん。どこからだね、あのね、図面に書いてるんですよ、これ全部。うん、図面に書いてある。ちゃんと図面に書いてあるんですよ。うん。これ、中盤の ATBNM さんの説明の話は、ビーチティールのね、はい。1本は、こことここを結んでます。ハブ同士をつなげてます。1本はね。で、残りは、このそれぞれ、このリモート IO と、こいつね。が、それぞれこっちとこっちに来てます。はい。それを光ケーブルで送ってます。これちゃんと図面にこの番号を書いてますから、もし外してもちゃんと分かるようになってますから、うん、全部書いてますよね、これ、はい、でまあ、日常点検的には、まあ、あのちゃんと緩んでないかどうか、うん、こういうチェック、mình đi kiểm tra đi. Thì mình chỉ cần kiểm tra xem đèn nó có sáng hay không. Mục sư ですね。Và... mục sư とかこう職種で。Xem những cái đầu này nó có bị lỏng ra hay không. ぐらいで大丈夫です。これはまた図面を見てもらえば。Cái này thì trong hôm nay hoặc ngày mai thì bên em sẽ thông báo lại. はい。あとはあのコネクターがちゃんと入ってるかどうかとかね。そういうところです。じゃあモニタリングパネルに行きましょう。じゃあ皆さん、ちゃんとゲットを、こうちゃんとペタリ。モニタリングパネルもまあほぼ同じようなものです。よいしょ。